Trên đề kinh của chúng ta nói là tam thanh tịnh, tam bình đẳng, tam giá. Họ dùng một câu Phật hiệu mà đều có được ba cái tâm này. Thanh tịnh là A La Hán, bình đẳng là Bồ Tát, giác là Phật, giác là pháp thân đại sĩ. Chỉ cần một câu Phật hiệu đều chứng được ba cảnh giới này. Vì sao chứng được? Vì họ chịu bốn xả. Chúng ta niệm Phật không thể chứng được do không buông xả. Để không chịu xả bỏ, phân biệt chấp trước. Chẳng những không buông xả, còn có khả năng phân biệt chấp trước ngày càng tăng trưởng. Quá mỗi năm càng nặng thêm chứ không nhẹ bớ nếu như một năm nhẹ hơn so với một năm họ có tiến bộ công phu được đắc lực những tập khí này mỗi năm lại nặng hơn hay nói cách khác đời này của họ chỉ cách duyên với phật có chúng tự trong á là gia thớ chứ đời này không thể thành tựu đời sau tiếp tục là lục đạo luân hồi lục đạo luân hồi vô cùng đáng sợ hiện tại mà nói thọ mạng của người trong lục đạo là ngắn nhớ có thể có người nói thọ mạng xuất sanh ngắn xuất sanh tuy thọ mạng ngắn đức phật trên kinh nói với chúng ta chúng rất khó rời khỏi thân xúc xanh ví dụ nói chúng biến thành gà họ mạng không dài chưa đến một năm đã bị người ta giết mớ đời sau thì sao đời sau vẫn là gà tóm lại chúng phải làm mấy chục lần hoặc mấy trăm lần điều này phiền phước Chúng mới có thể thoát liệt cái thân này Vấn đề nằm ở chỗ này Tuổi thọ của quỷ dài Một ngày của đường ngạ quỷ Bằng một tháng ở con người Cho nên mùa một và mười lăm Chúng ta hay cúng quỷ thần Cúng dường cho họ Tức là trong một ngày Cúng họ bữa ăn sáng Và cúng họ bữa ăn chiều chính là cái ý này một tháng của con người là một ngày của họ thọ mạng dài một năm của con người trong cõi quỷ là mười hai ngày tuổi thọ mà họ sống lấy thời gian đó mà tỉnh cũng phải hết mấy ngàn tuổi nếu như đọa vào địa ngục thì phiền phức lớn vậy thật sự phải là mấy vạn tuổi mấy chục vạn tuổi mới có thể thoát ra thật quá khó nếu chân thật hiểu rõ hiểu tường tận thật sự đáng sợ Chúng ta vẫn còn dám tạo nghiệp sao? Còn dám buông thả sao? Còn dám tức giận sao? Nóng giận làm tổng hại người khác Người khác tổng hại ít Còn mình tổng hại nhiều Tôi thường nói là Phân thành ba bảy Tổng hại người khác ba phần Còn tổng hại chính mình bảy phần Tích lũy những ác nghiệp này Chính là quả báo Ở tam đồ Nhất định không được làm Không thể nhận cũng phải nhận Tại vì sao? Vì ta không muốn đi đến ta mắc đạo Nhẫn nhục Chính là công đớ Là chuyện tốt Nỗi nhục càng nghiêm trọng Thì công đức có được càng lớn Cho nên Người Trung Quốc có nói Việc nhỏ không nhịn Ác làm hỏng đại sự Dù có bị Làm hại thế nào Giống như nhẫn nhục tiên nhân Bị người ta vu oan Rồi lắng trì xử tử Nhưng một chút oán hận cũng không có Nên Ngài được thành Phật trước Nhẫn nhục tiền nhân Chính là tiền thân của Phật Thích Ca Mâu Ni Lúc chưa thành Phật Còn đang làm Bồ Tát Ngài tu nhẫn nhục ba lá mật Do đây có thể biết Người ta đến mắng ta Sỉ nhục ta Làm nhục ta Gây phiền phức cho ta Có phải việc tốt chắn Là việc tốt Tại vì sao Từ chỗ này mà tôi nhận nhục ba la mật Nếu như không có những chuyện này Vậy phải đến chỗ nào để nhận Nhận cái gì Do đó người ở thế gian này Không có thiện á Nếu bạn hiểu được Đạo lý này Người hay ta chính là giúp ta thành tựu Ta không những không oán hận Mà còn cảm ơn họ Không trải qua Cửa ải thử thách này Ta không thể tiến bộ được ta có thể nâng cao hoàn toàn do sự giúp đỡ của họ. Có thể không cảm ơn sao? Họ bất chấp nguy cơ bị đọa vào tám đồ để giúp ta hướng lên cao. Cho nên, bạn mới chấn thật thấu xuống trên đạo Bồ Đề toàn là ân nhân. Có mặt tốt, có mặt xấu. Có thể giúp bạn nâng cao chính là chân thiện tri thứ. Đó là mặt tốt. Nếu như bạn xin khởi tâm tham luyến đối với mặt tốt, bạn đã bị đòi lạc. Còn mặt xấu, dù có chỉnh bạn thế nào, bạn cũng không xanh oán hận, bạn liền tiến bộ. Cảnh duyên không có tốt xấu Tốt xấu đều do ý niệm của chính chúng ta Tâm chúng ta tốt Mọi thứ đều tốt Tâm chúng ta không tốt Thiện ác đều không tốt Thiện sẽ khiến ta khởi tâm tham Á sẽ khiến ta khởi sân hận Thể đều làm ta Rớt vào tam đồ Do đó nếu bạn thực sự giác ngộ thực sự quay đầu thiện không sanh tham luyến á không sanh sân hận thể đều giúp ta nâng cao đây là giáo dục phật đà đây là giáo huấn chân thật của phật đà bạn tuyệt đối không bị thiệt thòi khác với cách nói của người thế gian thông thường nhưng giống với cách nói của đại thánh đại hiền ở thế gian cho nên ngày nay không những phật môn phải tán thán lẫn nhau mà những tôn giáo khác cũng phải tán thán bởi vì chúng ta không hy vọng thế gian có chiến tranh không hy vọng xã hội có xung đột Làm thế nào có thể hóa giải xung đột Có thể tiêu trừ chiến tranh Đó chính là Tán thán lẫn nhau Kính yêu lẫn nhau Đó là phương pháp hiệu quả nhớ Thật sự là nền giáo dục Phật Đà Lúc chúng tôi còn trẻ chưa được tiếp nhận những giáo dục này đi tranh với người ta. Còn cho rằng cạnh tranh là chuyện bình thường. Học Phật rồi, sau đó hiểu, rõ ràng và tường tận mới biết cạnh tranh là sai lầm. Nhẫn nhịn tuyệt đối chính xác, nhẫn nhịn chắc chắn, không thiệt thòi. Bạn thân ở nơi này Tích lũy công đớ Đoàn ác tố thiện Tích công lụy đớ Quả báo ở phía sau Sẽ thù thắng Nhưng như thế nào Không cầu quả báo Quả báo càng thù thắng Cầu quả báo Chắc chắn đạt được nhưng sẽ kéo theo chấp trước kéo theo tâm tham luyện niệm phật một niệm phước sanh vô lượng lễ phật một lễ tội diệt hà sa a à, di đà phật liên đài chờ sẵn tây phương đời ai tỉnh mộng xả ly ta bà phát tâm niệm phật di đà đến khi chú mạng di đà rước đi a à, di đà phật